Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2021, đoàn công tác của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình do ông Bùi Văn Trùm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình cùng các đồng chí đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã kiểm tra đôn đốc tình hình triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Lạc. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe ban chỉ đạo hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Tân Lạc báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm học 2020-2021, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 8. Trong đó, ban chỉ đạo huyện đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hội thi, cuộc thi trên địa bàn toàn huyện, tổ chức tuyên truyền trên xe lưu động để phát động hội thi, cuộc thi. Huyện Tân Lạc đã lập được danh sách đăng ký tham dự thi và đang trong quá trình hướng dẫn các tác giả hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Dự kiến có 7 sản phẩm tham gia hội thi. Đã có 2 sản phẩm tham dự hội thi gửi về ban tổ chức tỉnh. Thay mặt cho đoàn công tác, ông Bùi Văn Trùm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đề nghị các đồng chí thành viên ban tổ chức hội thi, cuộc thi làm tốt công tác phát hiện ý tưởng, lập nhóm hướng dẫn hỗ trợ thanh thiếu niên nhi đồng hoàn thiện sản phẩm, mô hình, hồ sơ để dự thi. Thành viên ban tổ chức tăng cường đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách để tham gia cuộc thi đảm bảo yêu cầu, tăng cường công tác tuyên truyền để hoạt động sáng tạo kỹ thuật của huyện thực sự đi vào chiều sâu, trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có sức thu hút lan tỏa mạnh đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp địa phương.